Ban Quản trị Hiệp Thiên Cung Cái Răng tổ chức lễ khởi công công trình tu bổ tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Hiệp Thiên Cung Cái Răng. Tham dự có đồng chí Trần Diệt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành thành phố. Hiệp Thiên Cung Cái Răng được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào năm 2017. Trải qua gần 170 năm, Hiệp Thiên Cung vẫn giữ được nét kiến trúc truyền thống văn hóa của dân tộc Hoa. Không chỉ là cơ sở tín ngưỡng, Hiệp Thiên Cung còn là điểm tham quan hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Hiện nay, nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp cần được tu bổ, tôn tạo nhằm giữ gìn và phát huy giá trị di tích kiến trúc nghệ thuật, phục vụ nhu cầu tín ngưỡng và tạo điểm tham quan phục vụ du khách đến với thành phố Cần Thơ. Công trình Hiệp Thiên Cung Cái Răng sẽ tu bổ 4 hạng mục chính: chính điện, đại sảnh, đông lan, tây lan và các hạng mục phụ trợ, cổng, hàng rào, sân nội bộ, hệ thống phòng cháy chữa cháy và chống sét. Tổng mức đầu tư trên 6 tỷ đồng từ nguồn vận động. Dự kiến công trình thi công trong 8 tháng.